Chào tất cả anh em nha, con xin chào tất cả các chú. Thì mấy cái quạt này về được hổm lắm mà em thấy nó lỗi, em chưa có sửa. Thì hôm nay em để em lôi ra em bán cho anh em, tại vì mùa này nó cúp điện quá anh em cần quạt. Thì em đem ra bán cho anh em là cây 250 đi, mà em nhìn thấy thì sơ bộ thì thấy còn có 5 bộ đầy đủ. Tại vì thấy cái dây đây nè, cái dây này là để dành nó chặn hai cái nắp lợi đằng cho nó dính nhau nè, thấy còn có 5 bộ à, 5 bộ dây à, thấy còn 5 bộ à. Thì em bán trước 5 bộ đi, rồi nào mà em thấy 5 bộ đó tìm gặp cái này đỡ nữa bán đã chốt thêm nữa, trước hết bán 5 bộ đi. Mà còn cái quạt thì em đếm sơ là thấy năm còn tới 11 cái là. Thì em bán, em quay cho anh em xem gì nè, nó nói chung full đồ đi, full đồ chứ thiếu cái bình thôi. Như có cái nắp đậy cái này nè, nắp đậy chỗ giữ cái nó, giữ cái sợi dây trong đây lại nè, không có nè, còn như đầy đủ hết. Về anh em hư gì thì chỉnh cái nấy, em thì chỉ bao cái motor thôi. Thì cây quạt thì cơ bản nó có 2 con dây xuống, motor nó chuyền xuống thì có 2 con dây đen đỏ thôi. 2 con dây đen đỏ là mình câu vô là mình chạy à. Còn mấy cái chức năng trong đây á, đèn nè, rồi AC DC, rồi chạy nhanh chạy chậm nè, mình ví dụ như mình chỉnh được thì mình chỉnh. Bữa hổm thì đa phần em thấy hơi công tắc không thôi, thay công tắc mà không có thời gian thay. Em thay lên thì em bán tới 400 lần, thay thôn chức năng luôn á là 400 lần, chỉ không có bình thôi, mình game điện trực tiếp mình xài, còn không thì mình chế pin vô. Cái này thì nó chạy pin 2S84 á, trường hợp mình chạy 12V cũng được, mình chỉnh mình chế thêm cái điều tốc nữa là được à. Đó, cái này nó có chức năng xay nữa đó. Mà em chỉ bán cho anh em giá vốn lại là 250 á, chưa bao gồm phí ship. Là em không có bao chứ, em bao chỉ là bao cái motor thôi. Tại cơ bản cái quạt gió này motor là nó có motor là nó đầy được là nó chạy thôi. Game điện vô đủ điện là chạy à. Nó chạy 12V cũng được luôn nha, 8.4 cũng được. 12V thì mình nên chỉnh điều tốc lại, tại nó đôi khi nó quay mạnh quá. Đó, thì em quay chi tiết cho anh em xem vậy đó. Thì trước tiền thì em chốt 5 bộ đi, còn mà mấy bộ sau còn thiếu gì thì em thanh lý giá rẻ hơn nữa. Tại vì cái này là 250 làm để giá vốn đó. Rồi phí ship nó thêm 30k ở đây. Là 250 với 30 là 280 đó. Để vốn là cho anh em đó. Thì em không bao chân nha, bao chỉ là bao cái motor thôi. Anh em có điện là đưa vô, điện vô là chạy à. Mình có điện, mình cúp điện thì mình lấy pin vô 12V đó, mình gắn vô là nó chạy nè. Kiếm cái điều tốc nữa là cho nó chạy cho nhanh chạy chậm đó. Đó, cái sải cánh của nó. Đây nè. Cái này là hàng này của công ty nha, hàng này có sinh hao. Có công ty sinh hao á. Sải cánh nó cũng gần 4 tấc á. Đợt trước em cũng có bán rồi, em chỉnh là em bán thì tới 400 là em chỉnh, em thay mấy công tắc này nè. Thì em kiểm tra thì thấy đa phần hư công tắc không thôi. Công tắc này xài lâu nó bật nó không ăn nè. Đó. Đó, này là xay. Nó quay cho nó mát đều gió qua lại đó. Đó thì nó có bụi, để lâu thì có bụi, anh em về với các chú chịu khó vệ sinh giùm em. Đó thì nó gì nè, cái này trong đây nó cũng còn mấy cái nắp. Nói chung thì em đã lấy đầy đủ cho anh em hết đi, rồi về anh em chỉnh lại. Em khu vực em thì nó không có cúp điện, trong đây nó có chức năng đèn nữa nè, đèn đốt gì đó tùm lum hết, mà em không có bao chức năng cho. Chỉ bao cái motor cho anh em về chế thôi. Anh em sửa được thì sửa, còn sửa được thì mình câu điện vô motor là có quạt mát à. Đó, cái này nó gắn nắp vô đây nè. Đó vậy đó.
thì 250 đó, phí xếp 30 nữa, mấy cái thang quạt không à, đồ nè, đồ lồng này cho đầy đủ nha. Về chỉnh được thì chỉnh, em không có thời gian, có thời gian thì em chỉnh cho anh em mà không có thời gian đó. Rồi anh em chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, nhớ bấm nút đăng ký với bấm like ủng hộ em để em ra những cái clip mới nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại.